Hey, yo, xin chào tất cả mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay, mình xin chúc cho tất cả các bạn đang xem video clip thật là vui vẻ ạ. Đó, ngày hôm nay thì mình sẽ chơi vị tướng vô cùng đẹp trai, vô cùng cao to của Liên Cơ Bay và vô cùng châu bò, châu chó. Đó là vị tướng Thên trong bộ trang phục mật vụ đi bảo kê cho đồng đội nha. Một cái khó khăn nhất là trong trận đấu này đó là cả hai team đã quyết định đó thả tất cả các vị tướng mạnh ra. Và trong một trận đấu có 4 vị tướng vô cùng mạnh và hiện tại là đấu danh là bị cấm rất là nhiều các bạn ạ. Đó là Hayate, đó là Cavani, đó là Nakroth và Ngộ Không các bạn ơi. Trong trận đấu này thả hết. Đấy, team bạn đầu tiên là thả, team mình cũng quyết định thả nốt, tức là cấm 4 vị tướng lung ta lung tung. Để rồi 4 vị tướng mạnh, vô cùng mạnh của League 3 chạm trán trong trận đấu, nhưng mà mình không được một cái suất nào cả. Mình lại phải chơi đỡ đòn để có thể bảo kê cho đồng đội. Cũng khá lâu chưa chơi vị tướng Thên để cho các bạn xem qua về độ châu bò. Trời ơi nè, thiếu mình mà sang cướp rừng là không được bạn ạ. Cứ bình tĩnh này, cướp được. Bây giờ là chúng ta quanh quần đây, mình có cấp cứu mà. Ok, mình sẽ phối hợp cùng với Na nha, cướp rừng team bạn luôn. Đúng rồi, hay quá bạn ơi, mình cấp cứu cho bạn thoải mái đi, đánh luôn này. Hook chiêu 1 vào, sử dụng chiêu 2 và chắc chắn có màng cho Nakroth rồi. Đấy, thì rồi ôi Joker ơi, anh đánh em gãy ngứa à. Gãy mông cho em à. Joker bắn tường, kể cả chiêu 1 là không mất nhiều máu các bạn ạ. Ôi Na, từ từ, sao máu chiến thế. Ôi, thôi, lui bạn ơi. Máu nó vừa phải vài thôi. Để mình còn bảo kê được, bây giờ bạn lăn đùng ra, bạn ếch bụng ra đây, bạn ngửa bụng lên trời thì mình chịu. Ngửa bụng lên trời là tư thế bị chết rồi các bạn ạ. Đấy, ếch bụng ra ấy. Sẽ cố gắng bảo kê cho Hayate cũng như là giúp cho rừng thì mình xanh hơn. Trận đấu này mình sẽ lên cái nhân phong thần cho mọi người nha. Cavani đang tóm tém ở đây các bạn ạ. Thế là con rồng này từ từ vẫn chưa ăn được. Rừng bây giờ đang yếu máu, chưa thể ăn được cái con rồng này. Thiếu rừng là không ăn được nha. Các bạn phải biết ăn rồng và phối hợp với đồng đội, phối hợp với rừng, chứ đừng ăn mảnh một mình. Thôi nè ơi, về nhà hồi phục máu, sau đó là chúng ta tiến hành con rồng này. Còn bây giờ thì mình sẽ thử xem cái độ dầu nhớt của mình đẩy có được chuẩn xác hay không. Đẩy chiêu 2. Lết trời bạn ơi, trời ơi gãy ngứa à. Mông tôi nè gãy đi. Như kiểu môi đốt inox ấy các bạn ạ. Cuối cùng mình cũng có level 4 rồi nha. Trời ơi, cố gắng làm sao đẩy nó về. Thêm mạnh nhất là việc khả năng các bạn đẩy được đối phương về. Đây mình sẽ cố gắng đẩy luôn nó về này. Đánh nó đi anh em ơi. Ui ôi bom cười các kiểu đạn điểu. Ui nhìn này, chuẩn bị nhá. Mình lại được hồi phục máu đến từ nội tại các bạn thấy chưa. Cứ hồi gần 200 máu. Cứ 184 máu. Đấy là cái độ châu chó, châu bò của Thên. Và nếu anh em bí những vị tướng đỡ đòn thì nên chơi vị tướng này. Kèm theo trang bị mình sẽ để lại trong trận đấu này nha. Ui tôi chăng tôi rồi, nuôi thằng Ngộ Không double kill rồi. Sấp mặt tôi rồi, trời ơi Ngộ Không nó xanh quá. Trận này team bạn cầm Cavani với cả Ngộ Không, còn team mình là Hayate với Nakroth. Đấy là 4 vị tướng là bị cấm rất là nhiều nếu các bạn đang chơi cái cấm chọn. Hầu như là cấm rất là nhiều, auto cấm luôn các bạn ạ. Bình tĩnh đợi mình lên là chúng ta tiến hành con rồng này nha. Thiếu mình là không ăn được rồng đâu. Mình đang cố gắng tranh thủ lên thật là nhanh cái nhẫn phong thần các bạn ạ, để sau đó kích hoạt phát hiện tàng hình của Ngộ Không. Thôi lui đi, chuẩn bị rồng đi này. Con rồng phơi phới như thế này, nó nằm trần ườn ở đây. Úi trời ơi, đẩy về này. Ôi, giết nó anh em. Hấp nó. Kìa, đồng đội đâu. Trời ơi, bất lực hoàn toàn, nó tốc biến qua tường rồi. Trời ơi, từ từ nha. Mình sẽ cố gắng kết hợp cùng với Tulen nha. Nào, chiêu cuối luôn này, cho đủ đam. Tulen lôi điểu đi. Mình đã ấn chiêu cuối cho đủ đam rồi. Nếu mà không có chiêu cuối của mình, lôi điểu của Tulen không đủ đam đâu. Đấy, nói chung là lúc nào mình chơi đỡ đòn thì mình sẽ chơi một cách tử tế, còn lúc nào chơi trôn game là nó lại phải khác các bạn ạ. Có Ngộ Không đây các bạn, từ từ nha. Thằng Ngộ Không nó gõ đau lắm, nhưng mà yên tâm, Ngộ Không vào mình lại đẩy nó ra các bạn ạ. Kích hoạt luôn. Nếu mà ăn dầu như thế này mình sẽ cố gắng kích hoạt cái nhân phong thần để sẽ xoay map. Không có Ngộ Không xung quanh ăn thoải mái đi. À đây đâu rồi, ra phối hợp với Na này. Trời ơi, ra phối hợp với Na đi này.
Ok, có dòng rồi. Lúc nào chôn game thì nó khác, phong cách khác các bạn ạ. Chôn game là ăn mạng các kiểu là điều, nhưng mà lúc nào đánh tử tế thì lại phải hỗ trợ nhiều. Làm sao mà hạn chế ăn mạng của đồng đội. Tanh trụ luôn nha, để mình trâu mà. Em trâu mà, đâu rồi AD đâu, để mình tanh trụ vào trước cho. Chết đi cưng ơi, bổ quả chiêu cuối này sấp mặt. Ôi trời, chết tôi rồi. Đủ đam. Trời ơi, nội tại hồi rất là nhiều máu các bạn ạ. Chơi tiếp này AD ơi, phối hợp với mình giết luôn Cavani, không biết nó còn chiêu cuối không. Đấy 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 đấy. Thôi thôi, công việc còn lại để cho Hayate lấy trụ rồi anh em ạ. Lấy trụ thôi, bây giờ mình biến về nha. Lấy trụ đi. Đúng thật là mình chỉ có cái lý thuyết thôi các bạn ạ, còn không thực hành được. Lý thuyết của mình đã là đánh đỡ đoàn không ăn mạng, nhưng vừa xong thì lại lỡ tay mất rồi. Vừa mới dứt miệng ra đúng 1 phút sau là ăn mạng mất của đồng đội. Rồi, chúng ta tiếp tục đi bảo kê cho đồng đội. Trang bị tiếp theo là giày kiên cường. Ôi thôi xong rồi, AD sắp mặt rồi. AD thiếu support là có khác. Na và hất tung cái mình đẩy lùi này. Đẩy 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 đẩy, chiêu cuối phát này là quá đẹp. Úi dồi ôi, chết hết rồi à. Ôi, không đuổi được thằng thanh niên này, từ từ nha. Ôi thôi, bỏ đi. Một pha phối hợp với Na. Các bạn thấy không, chỉ cần các bạn sử dụng được chiêu 1 trúng nhiều mục tiêu các là các bạn khống chế được rồi. Hai kỹ năng khống chế từ chiêu 1, chiêu 2. Đây, để mình ra hỗ trợ cho. Na trận này múa phê quá. Múa rất là phê các bạn ạ. Nào ngộ không, lâu ngày chúng ta không gặp mặt rồi. Băng trụ chuôn các bạn ạ, mình sắp có chiêu cuối rồi. Để mình giết cho. Bổ luôn chiêu cuối thì có mặt. Chạy vào niềm tin và hy vọng ạ. Chấm dứt luôn các bạn ạ. Mạng chấm dứt của ngộ không. Ngộ không vừa xong bất lực hoàn toàn. Không thể chạy nổi. Thên băng trụ gọi là thổ báo cáo trồn thoải mái anh em ạ. Băng trụ, ui tôi em xin lỗi. Em xin lỗi, cấp cứu. Xin lỗi, chạy đây. Trời đất ơi, phê ra man cái nội tại. Châu cực các bạn ơi. Đấy nhá, lý do nếu mà các bạn nào không biết chơi những vị tướng đỡ đòn nào thì các bạn có thể cầm thên, chơi rất là dễ dàng. Mà nếu mà gặp ngộ không thì chơi thên quá trần bài. Chơi đỡ đòn ấy, các bạn có thể nó ngộ không tiếp cận đồng đội các bạn. Sử dụng cái chiêu thứ hai hoặc là chiêu 1 để đẩy lùi đối phương, chiêu 2 hất tung lên. Hất tung nhẹ nhẹ thôi chứ không hất tung cao quá đâu để làm choáng. Bây giờ như kiểu là mình đi chỗ như kiểu trốn không người các bạn ạ. Nhưng mà nếu mà chơi những vị tướng đỡ đòn như thế này các bạn cố gắng trách bụi cho đồng đội nha. Nhưng mà ông AD này toàn lên trước tôi thì cho trách được. Tem tém lại chơi luôn này. Chơi anh em. Thôi em xin lỗi, đùa em xin lỗi ạ. Em xin lỗi. Chạy 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 chạy. Xin lỗi. Lúc nào lao được vào nhưng mà nhìn xung quanh không có đồng đội thì té ngay. Chứ làm gì có sát tương mà đánh nhau đâu. Chuẩn bị phối hợp với Na nhá. Đây rồi nha, có giáp Gaia đây rồi. Na bình tĩnh. Đừng vào trước để mình vào cho. Rồi, bổ chiêu cuối phát này em muốn kiếm một mạng hỗ trợ mà khó quá. Khó ghê gớm ạ. Từ từ này. Để mình móc làm sao cho. Giết Joker băng trụ luôn này. Lôi từ từ đợi mình. Nào chúng ta lao vào nào, chiêu 1 vào. Ui trời ơi, may quá. Kịp chạm vào bờ mông của Joker kiếm mạng hỗ trợ. Cặp bông chứ. Ngộ không trận này không biết là có kịp lết hay không, nhưng mà cố gắng thắng nhanh nhá. Team mình đánh với lết game là thua ngay. Ôi ngộ không này, lên kích hoạt nhân phong tần này. Ôi trời ơi, này đẩy lùi nó về này anh em ơi. Tôi đẩy lùi về hay thế này mà không ai ra hỗ trợ luôn. Bây giờ ngộ không lao vào mình cứ đẩy nó ra. Ngộ không lao vào cứ đẩy nó ra thôi. À đây thấp thấp thôi, để mình còn dễ bảo kê. Khổ lắm nè. Ôi chiếm lem đi. Nhìn máu rất là trâu luôn. Thường thường đánh support là mờ nhạt lắm. Đây đẩy nó này, cứu Na luôn. Đấy, anh em mình đã cứu được đồng đội rồi, Na vẫn chết à. Trời ơi. Từ từ nha, phối hợp với Zuka nha, team mình còn sát thủ mà. Zuka ơi, theo tiếng gọi con tim tổ quốc đâu hết rồi. Trời ơi, tôi lao vào như một vị thần thế này. Chiêu cuối phát này là bổ bùm chứ không chết được. Không chết được Cavani các bạn ạ. Nào để mình đẩy nó ra này. Thôi thôi té thôi, không chơi nữa. Té thôi, đồng đội không ở lại chơi thì mình cũng ở lại làm cái gì. Blue muốn thua ta cho thua.
Tulena mất cái bùa blue của thanh niên Nakoroth cay cú rồi anh em ạ. Thật ra thì Na rất là cần bùa xanh. Cần bùa xanh để đẩy trụ và có giảm thời gian hồi chiêu, lướt nhanh hơn, mà bây giờ ăn mất cái bùa xanh của Na rồi. Thôi Zuka ơi, tưởng vừa phép phải. Ui trời ơi, gấu này thành gấu chó thật rồi anh em ạ. Một mình cân team thế này thì chịu. Giờ là kích quạt nhân phong tần lên đi xoay map. Đây, chơi nó luôn anh em, chơi luôn, hút luôn. Đấy, đây, đây. Trời ơi, bồ quạt chiêu cuối này là không trúng một ai các bạn ạ. Ngộ không đâu rồi nhờ? Em muốn nhìn thấy cái bóng dáng Ngộ không đẩy Ngộ không nè. Ngộ không không được, nói chung là không được động chạm đến AD team mình luôn. Từ từ nha, Ngộ không vào này mình lại đẩy ra thôi, có gì đâu. Không chửi nhau, đừng có chửi nhau anh em ơi. Tập trung vào đi, cướp cái combo xanh nó đây này. Từ từ AD ơi, đợi mình, không là Ngộ không ra được thì đẩy ra này. Đó, có mình là Ngộ không làm gì được các bạn ạ. Nó còn xíu máu thôi, tiếp tục đẩy nó nữa. Giàu nhất đây, đẩy thiếu sát thương các bạn. Châu Dã Man hồi 300 máu một, đấy là nội tài của Thên. Sợ tật. Máu của mình nó hồi quá nhiều luôn. Ngộ không thể nào tiếp cận và giết được HTE tại vì mình đẩy liên tục. Đấy, nếu mà gặp Ngộ không các bạn cứ cầm Thên cho mình. Cầm Thên vững chắc Dã Man. Tiếp tục nha, đi phối hợp với Na luôn này. Trận này Na biết chơi là mình sẽ phải đi phối hợp với Na. Kích hoạt luôn nhân phong thần, đẩy nó ra cấp cứu luôn cho bạn nha. Ok, chiêu cuối phát này quá đẹp. Thấy không? Một pha phối hợp cùng với Na mà hủy diệt tin bạn ba cái xác, ơ hai cái xác liền các bạn ạ. Hai cái xác liền luôn. Hỗ trợ là 9 ăn 2 mạng rồi. Team ăn 18 nên là mình tính sơ sơ là được 11 mạng rồi đó. Tổng điểm của team là mình hỗ trợ có mặt đến 11 mạng. Tranh thủ có con tà thần ép sớm. Những cái trận đấu mà có Ngộ không thì mình đã bảo là không nên kéo dài trận đấu nha anh em nha, không nên nhây nha. Chứ không Na bây giờ thời điểm đầu giữa game mạnh chứ cuối game là nó đập cho sấp mặt. Ui anh em đánh sung Dã Man. Phải đánh sung như thế này. Đúng là phải đánh sung như thế này chứ không thể để đến cuối game được. Khi mà full đồ rồi, team bạn full đồ là team mình không chơi nổi. Bây giờ kích hoạt nhân phong tần đi lùa thằng Ngộ không nha. Để cho mình đi lùa cho. Không có Ngộ không ở đây. Cái nhiệm vụ chính là gặp Ngộ không đẩy nó ra để cho đồng đội thịt. Uầy nè, băng trụ luôn à. Máu mày. Trời ơi, team thì mid đi lẻ rồi. Thôi tôi lên đây hỗ trợ cho Zuka vậy. Lên đây hỗ trợ Zuka lấy luôn trụ này. Bây giờ mình phải tuyên bố là xin một lần được chết tại vì trâu quá. Em muốn em muốn được chết với anh ơi. Ngộ không đẩy nó này. Tiếp tục chiêu ai lên. Chiêu cuối vào là Ngộ không chết. Nào nào nào, tanh trụ các kiểu luôn. Sợ gì nữa đâu. Vào luôn anh em ơi, phá nhà thôi. Thắng luôn thôi, phá nhà. Thì bạn mất 4 rồi. Còn mỗi một mình Cavani cho trụ bắn mình này. Ui rồi trụ bắn. Ui rồi trụ bắn. Ui rồi trụ bắn. Dặn ra được mỗi tí ạ. Ok, video clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Đây là sức mạnh của anh chàng Thên. Nếu các bạn nào đang đang phân vân nên chơi những vị tướng đỡ đòn nào thì hãy cầm vị tướng Thên, rất chắc chắn, rất khỏe mạnh, rất là đẹp trai và khoai to. Vô cùng châu bò. Cảm ơn người rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Tạm biệt mọi người. Người giống như ai đừng buồn nữa nhé. Oanh Oanh có đồng đội xinh, tự tin chiến thắng.